Vâng, xin chào các bác đến với Kích Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua mới về bên em, dòng Gian thuộc Winmax 2007, dòng tay đua dành cho các bác mới chơi dòng tay ngang sang dòng tay khoằm. Đây là một mẫu xe dòng cho bác dòng mới chơi. Và xe giá rất tốt trong tầm giá bác nhé. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có tông màu đỏ tổng thể xe. Đây là dòng rốt tay đua làm từ hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian model Winmax 2007. Tổng thể xe đánh giá tầm 85% xe. Đây là một trong những cái tầm xe phân khúc giá tầm rẻ cho các bác. Đây là website chính hãng của dòng Gian. Những cái mẫu xe đua tầm giá tầm trên 5 triệu các bác sở hữu được một chiếc xe dòng tay đua rồi. Của Phốt Ghi Đông chính hãng của Gian. Sẽ được sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano. Và bên tay phải em cũng sử dụng bộ tay lắc bên tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano. Đằng trước thì có logo biểu tượng của Gian CMC cắt khắc lỗ trên khung xe. Đằng xe còn vẫn còn cái tem mã vạch chống hàng giả của xe đây. Xe sử dụng với bộ vành nhôm hai lớp chính hãng của Gian. Mayer cũng nguyên bản theo xe, Mayer chính hãng của Gian. Kích thước lốp 700x23C, vẫn là kích thước lốp khá là cơ bản cho những cái dòng xe tay đua. Các bác nào thích hợp đi những dòng xe touring mà dòng sang xe cuộc mới chơi, mới sang dòng xe cuộc thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Rất tốt trong tầm giá. Đùi đĩa nhôm 2 tầng. Gạt đĩa chính hãng của Shimano. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano. Chính hãng nguyên bản theo xe. Sẽ được trang bị với 8 tầng lip. Cọc yên chính hãng của Gian. Yên nguyên bản theo xe, yên cũng của Gian. Và chiều cao size đứng của khung xe là size 46, tức là size S. Thì ở các bác là 1m6 đến trên 1m7. Vâng, bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ chúng ta sẽ phải chi tiết hoạt động của xe lên lip đây. Xe được sử dụng với 8 tầng lip và 2 tầng đĩa xuống lip. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Bên đây là 2 tầng đĩa đây. Xuống đĩa, lên đĩa. Rất là dễ dàng sử dụng cho những bác dòng đi xe tay cuộc. Đây là một mẫu xe giá tầm trung rẻ bên em mới về, dòng Gian Winmax 2007. Và xe giá rất tốt bên em là 5.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bạn trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em.
Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.